luôn em nha. À, sen đẹp quá này, phải 2012 số tự động anh chị nha, giá cực kỳ hời luôn, 295 bao xài bao chạy và lại số tự động và lại biển miền Tây đó, cảm biến quá trời luôn. 4 túi khí, 4 hãng ABS mâm đúc, túi khí được 2 túi hãng ABS ha. Sơn xì rất là đẹp tuyệt vời luôn. Để anh em mình 295 nha, đang giảm giá luôn á. Xong này em lên lấy thử cho anh em mình xem, đến vô rửa em lấy thử cho anh em mình xem dòng nha. Đó, bao xài bao chạy đó, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh chị nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em Thịnh vô số là 0866 6789 71 nha. Thử cho anh em mình xem một dòng này anh em, chạy êm lắm nha. Đây là Accent đời 2012 và là xe Hàn Quốc, chạy sướng cực kỳ luôn, số tự động dễ đi, nhàn chân full đồ chơi, trần riêng theo xe luôn nè anh chị. Máy dòng êm du à, máy dòng số móc được êm hết anh chị nha. Thú khí quanh xe đầy đủ nè, hắn ABS nè, động cơ máy nhỏ anh chị nha. Em này nhóm làm Accent này 0.6 rồi vậy, 0.4 hết à, 0.4 à, 310 22 AT. Để cho anh em mình 295 nha, đang giảm 15 triệu nha anh chị nha. Giảm ế tháng 7 anh chị ơi, tháng 7 giảm ế. Đó, chạy rất là im, cách âm tốt, gầm bệ êm, máy móc ngon. Đồ rất đẹp luôn. Thôi hết xăng thôi. Để cho anh em mình xe này 295 nha, có xem có bớt, có chạy thử có bớt anh chị nha. Đó, anh em nào kịp tiền mua em cho anh em nợ vài chục vẫn được bình thường ha. Hoặc là anh em mình có không đủ tiền nữa anh em mua góp vẫn được luôn. Đó, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Thì anh em nào mà thích cái mẫu này thì liên hệ ngay cho em qua số là 0866 6789 71 nha. Em này nói chung thì được cái nó chạy bền bỉ và xăng nó cũng rất là lợi xăng anh chị nha. Chạy rất là khá xe anh chị ha. Đó. Máy móc gầm bệ êm hết là mua về đi thôi, máy nhỏ con 0.4 rồi, tiêu hao nhiên liệu 100 cây, tự động này tầm khoảng 7 lít đổ lại ha. Thì anh em nào thích mẫu này thì liên hệ ngay cho em nha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm nút đăng ký để mình cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre. Rồi em cảm ơn và chúc cho anh em mình nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nha.